Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu đối với 10 địa Bồ Tát chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập 10 địa Bồ Tát. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát ấy, quán 10 địa Bồ Tát ở khoảng trước, sau, giữa đều chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu đối với 5 loại mắt chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập 5 loại mắt. Nếu đối với 6 phép thần thông chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập 6 phép thần thông. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát ấy quán 5 loại mắt 6 phép thần thông ở khoảng trước, sau, giữa đều chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu đối với 10 lực Phật chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập 10 lực Phật. Nếu đối với 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát ấy quán 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng ở khoảng trước, sau, giữa đều chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu đối với pháp không quên mất chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập pháp không quên mất. Nếu đối với tánh luôn luôn xả chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập tánh luôn luôn xả. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát ấy quán pháp không quên mất tánh luôn luôn xả ở khoảng trước, sau, giữa đều chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu đối với trí nhất thiết chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập trí nhất thiết. Nếu đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát ấy quán trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng ở khoảng trước, sau, giữa đều chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu đối với tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni. Nếu đối với tất cả pháp môn Tam Ma Địa chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát ấy quán tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa ở khoảng trước, sau, giữa đều chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu đối với quả dự lưu chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập quả dự lưu. Nếu đối với quả nhất lai bất hoàn a la hán chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập quả nhất lai bất hoàn a la hán. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát ấy quán quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán ở khoảng trước, sau, giữa đều chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu đối với quả vị độc giác chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập quả vị độc giác. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát ấy quán quả vị độc giác ở khoảng trước, sau, giữa đều chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu đối với tất cả hạnh Đại Bồ Tát chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập tất cả hạnh Đại Bồ Tát. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát ấy quán tất cả hạnh Đại Bồ Tát, ở khoảng trước, sau, giữa đều chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu đối với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát ấy quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, ở khoảng trước, sau, giữa đều chẳng thể nắm bắt được.